Blogger mẹ nấm chiều ngày 7 tháng 11 cùng ba nạn nhân bị các chế độ cộng sản bạo hành hội kiến Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, nhân dịp nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố chọn ngày 7 tháng 11 2019 là ngày Hoa Kỳ tưởng niệm các nạn nhân của cộng sản trên toàn thế giới, theo tờ Washington Post. Phát biểu được tường thuật trực tiếp từ Tòa Bạch Ốc sau buổi hội kiến, blogger mẹ nấm tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nói: Tôi xin chân thành cảm ơn Ngài Tổng thống vì những nỗ lực bảo vệ giá trị nhân quyền phổ quát và đặc biệt lên tiếng bênh vực cho các nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản ở các quốc gia như Trung Quốc, Cuba, Venezuela, Việt Nam và Triều Tiên. Năm 2017, bà Quỳnh bị Việt Nam tuyên án 10 năm tù về tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Tháng 10, 2018, bà được Hà Nội trả tự do nhưng phải đi Mỹ lưu vong. Trong tuyên bố hôm 7 tháng 11, Tòa Bạch Ốc nói, hôm nay, ngày tưởng niệm những nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản, chúng tôi không quên hơn 100 triệu người đã chết do bị cộng sản áp bức. Hôm nay, chúng tôi cam kết giúp đảm bảo cho mọi người một tương lai hòa bình và thịnh vượng dựa trên các nguyên lý cốt lõi của nền dân chủ tự do, công lý và tôn trọng giá trị sống của mỗi con người.